Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 9 tháng 9, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng. Mưa lớn kéo dài trong suốt 2 ngày vừa qua đã khiến nước trên một số hệ thống sông ở miền Bắc dâng cao và nhiều nơi nước đã mấp mé mép đê và nhiều nơi nước cũng đã tràn vào nhà dân, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân nơi đây. Và sau đây là tổng hợp nhanh của phóng viên VTC14 tại các địa phương bị ảnh hưởng. Do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình có một ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 840 ngôi nhà bị ngập, 435 người phải đi sơ tán do ngập úng, sạt lở đất. Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại và có một người bị lũ cuốn trôi. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Liên Sơn và huyện Lương Sơn đang huy động lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm. Nước lũ dâng lên đột ngột khiến nhiều người dân ở huyện Lương Sơn trở tay không kịp, cuốn trôi nhiều vật nuôi, hoa màu. Sông Bùi qua huyện Chương Mỹ, Hà Nội cũng bắt nguồn từ huyện Lương Sơn nên nước cũng lên cao. Hai ngày qua, nước tràn qua đê Bùi gây ngập hàng trăm ngôi nhà ở huyện Chương Mỹ. Người dân đang phải sơ tán đồ đạc, kê lên cao để phòng ngập lụt kéo dài. Trong ngày 9 tháng 9, hàng trăm người dân ở xã Nam Phương Tiến và Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ tập trung tại đê Bùi 2 để đắp đê chống ngập. Có khoảng 4 đoạn đê với tổng chiều dài 1.000 mét bị nước tràn qua. Nhiều khu vực ở xã Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến và thị trấn Xuân Mai bị ngập từ 30 đến 100 cm. Nhiều nhà dân ở gần đê phải di rời. Học sinh từ mầm non tới trung học cơ sở của xã Nam Phương Tiến phải nghỉ học. Rất may trong sáng ngày 9 tháng 9, mưa đã tạm ngớt, nước không còn dâng lên và có chiều hướng rút dần. Sáng ngày 9 tháng 9, mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều địa phương tại tỉnh Ninh Bình. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan, toàn huyện có 417 căn nhà của người dân bị ngập lụt do mưa lũ gây ra. Có gần 100 công trình phụ trợ, hàng trăm hectare lúa và hoa màu của người dân bị ngập sâu trong nước. Tại xã Gia Thủy, nước sông Bôi dâng cao tràn qua đê bao gây ngập lụt khoảng 250 nhà dân. Người dân đã phải sơ tán tài sản, vật nuôi lên tầng 2 hoặc nơi cao hơn để tránh lũ. Tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình, nước sông Hoàng Long dâng cao đã chia cắt toàn bộ thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh. Nhiều nhà dân tại đây cũng đã bị nước lũ tràn vào nhà. Chính quyền địa phương các huyện đã cử người đến phụ giúp người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi cao hơn, chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm để phòng ngập lụt kéo dài. Còn tại miền Trung, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ngõ phố tại Nghệ An bị ngập sâu, giao thông gặp khó khăn. Mưa lớn khiến một học sinh 13 tuổi bị nước cuốn trôi tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Trường. Đặc biệt tại các huyện miền núi như Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, Con Cuông, mưa lớn làm cho nhiều bản làng bị chia cắt. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn luôn túc trực tại các điểm ngập lụt, cầu tràn, đảm bảo an toàn cho người dân, kịp thời triển khai các phương án cứu hộ khi có sự cố xảy ra, đồng thời kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.